số hưởng như chi Pu, đóng mv thôi nhưng bắt cặp nguyên dàn trai đẹp từ việt hàn sang trung phan Trị hân với vai tổng tài 10 điểm không có nhưng xuất hiện bên chi Pu đúng chuẩn trai tài gái sắc kim chi hàn quốc phan chăm cung nên sẽ đọc cho các bạn hướng dẫn dùng các bạn ăn nhé em gặp anh, em em thì... mỹ nam xứ hàn vừa đóng mv xong là dính ngay tin đồn hẹn hò với chi Pu. thanh hóa nam chính ngôn tình trong mv cổ trang đình đám nhưng nhan sắc lại lạ lắm <laughs> Cái gì vậy ăn ơi? Ủa? Gì vậy? trời Tuy giọng hát còn gây nhiều tranh cãi, song có một điều mà không ai có thể phủ nhận được, đó là từ ngày đá chéo sân ca hát, Chipu đã rất đầu tư cho sản phẩm âm nhạc của mình. Bên cạnh tạo hình, nội dung thì dàn trai đẹp sánh bước bên Chipu trong các MV đều làm dân tình phải trầm trồ. Bởi anh nào anh nấy đều điển trai, xị nhất ở loạt MV của Chipu đó là cô nàng được sánh đôi cùng các mỹ nam hoa Hàn. Trong MV mới ra mắt, netizen đã được fan đứng ngồi không yên khi biết nam chính của cô là Phan Trị Hân. Chàng tiểu thịt tươi này có lẽ đã khá quen thuộc với khán giả Việt rồi, bởi với vai tổng tài, Phan Trị Hân nhận được nhiều sự quan tâm thông qua loạt bộ phim như Bạn gái 99 điểm, Đối với tôi anh ấy là người nguy hiểm. Thời điểm hiện tại, bên cạnh việc sánh bước bên Chipu trong MV mới, thì Phan Trị Hân cũng đang gây chú ý khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim em chạy về phía thời không cũng thuộc mô típ khá cũ khi anh lại đóng tổng tài, nhưng với ngoại hình 10 điểm không có nhưng thì phản Trị Hân vẫn được netizen Việt hâm mộ. Trước phản Trị Hân, một Mỹ Nam ngoại quốc khác cũng từng sánh đôi bên Chipu, đó là Jin Ju Hân. Nam diễn viên xứ Hàn đã trở thành nam chính trong MV Mời Anh vào team em của Chipu. Với vẻ ngoài điển trai, hiền lành, ấm áp, Jin Ju Hân dĩ nhiên làm người xem được fan mê mẩn. Không dừng lại ở mối quan hệ hợp tác, Chipu cùng Mỹ Nam xứ Hàn còn dính tin đồn yêu đương trong một thời gian dài. Lý do là bởi cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau ngọt ngào. Không rõ chuyện hẹn hò có thật hay không, song đến thời điểm hiện tại thì Jinju Hong và Chipu cũng đã rất lâu không còn tương tác với nhau nữa. Ở những MV khác, Chipu hợp tác cùng các Mỹ Nam Vbiz nhưng cũng đều là những cái tên rất chất lượng. Thời điểm ra mắt ca khúc cung đàn vỡ đôi, Chipu đã giao vai nam chính của MV cho nam diễn viên Quang Sự. Với ngoại hình ưa nhìn, cộng thêm diễn xuất tốt, Quang Sự đã có màn góp mặt rất ấn tượng trong sản phẩm âm nhạc của Chipu. Từ sau cung đàn vỡ đôi, sự nghiệp của Quang Sự cũng lên như diều gặp gió khi anh tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình, đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng VTV nam diễn viên lãnh thanh cũng từng là nam chính trong sản phẩm âm nhạc của chipu anh chàng tham gia mv anh ơi ở lại một mv mang phong cách cổ trang và là một trong những ca khúc được lòng khán giả nhất của chipu chỉ tiếc là tạo hình trong mv hơi dìm lãnh thanh rõ ràng là nam chính cổ trang ngôn tình vậy mà nam diễn viên lại bị dìm nhan sắc thê thảm so với hình ảnh trong mv thì rõ ràng anh chàng thường ngày đẹp hơn hẳn ngoài những cái tên kể trên chipu còn từng hợp tác với một vài người mẫu và biên đạo nam người mẫu elia Marchetti từng là nam chính của chipu trong mv Me. Biên đạo Quang đang tham gia vào video âm nhạc anh sai rồi anh xin lỗi em đi. Điển trai nhất phải kể đến nam người mẫu Brian Trần trong đóa hoa hồng. Dường như mỗi lần ra MV mới là một lần chi pu lại nịnh ngọt đôi mắt của hội fan girl.